Xin chào cả nhà. Hôm nay em ra vườn em hái đậu, dưa leo, cà chua, rồi dâu tây. Đó, cả nhà thấy dâu tây không? Đó. Bây giờ mình hái dâu tây mình ăn tại chỗ luôn ha cả nhà ha. Đó. Bây giờ em sẽ hái đây. Thò tay vô. Được rồi. Đây cả nhà. Trời lủng lỗ luôn rồi. Bóp mạnh quá. Đó, mời cả nhà nha. Ăn nha cả nhà. Thơm quá. Ngọt quá trời, nó mùi á cả nhà. Ngọt quá trời ngọt luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Một trái nữa cả nhà. Thơm quá. Trời, hái trái cây ăn tại chỗ nó ngon lắm cả nhà. Ngon cực kỳ luôn á, thiệt lắm. Ngon mà thơm. Ngon quá, một trái nữa cả nhà ơi. Ngon thiệt. Ngọt dễ sợ luôn. Ăn một hồi một hết trơn luôn á, còn nhiều lắm, bữa nay nó chín nhiều lắm luôn á cả nhà. Em hái tiếp cả nhà ơi, chứ ăn hồi hết nguyên vàng luôn á, no bụng là hết đi birthday thằng cáo luôn á. Chiều nay em đi birthday nữa, bữa nay em mới ngựa vậy á cả nhà. Điệu. Nhưng mà vẫn tranh thủ ra hái rau. Bây giờ mời hai cả nhà hái rau, hái vô tay cùng em ha. Nè cả nhà ơi, nhìn nè, trái siêu to nha. Đó, siêu to nha cả nhà. Đấy. Siêu to, siêu khổng lồ của em đây. Trái này hái luôn. Trái này hái luôn. Đấy, trái này còn to nữa nè. Ý. Bây giờ bỏ vô vậy. Xong. Ê, trái này mùi lắm nè. Trái này ăn ngon lắm á. Đó. Siêu to, siêu khổng lồ của em. Còn đây nữa nè cả nhà, đó. Đấy. Đây nữa nè. Ấy, đâu 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 đâu. Đây. Đấy, đây. Hết chưa ta? Nè, trái quá trời luôn nhưng mà nó nhỏ nhỏ cả nhà ơi. Đây. Quá trời trái luôn trời. Ôi trái này hư rồi, chín mùi quá, nó hư luôn rồi cả nhà ơi. Trời nó thơm mà nó mùi quá, nó thành rượu luôn rồi. Đấy, trái nhỏ nhỏ à. Bây giờ mà trái đèo đèo vậy nè là nó ngọt lắm á cả nhà. Dâu em hả, được một cái hả là hái ăn hoài luôn. Đó. Ngày nào ra cũng có dâu. Úi trời. Ngày nào ra cũng có dâu để hái hết đó cả nhà. Everbearing á là nó có hoài luôn á, có trái hoài luôn. Thích lắm. Hết rồi. Chỗ này nó khuất nắng, nó không có trái. Chỗ nào có nắng thì nó có trái nghe cả nhà. Khuất nắng là nó không có trái nha. Đó. Hái mỗi tay nha cả nhà. Đó, ai muốn qua phụ em hái đậu qua nha. Đó, đậu nhà em nhiều lắm. Hái hả, vài bữa sau nó ra tiếp nữa.
nó ra miết luôn vậy đó. Mấy ngày không hái mà ha ha, nó ra dày nè cả nhà, non lắm nha, đừng thấy vàng vậy, nó vàng nghe, nó non èo à. Tại đậu này đậu loại màu vàng á cả nhà, nó không có già đâu, nó non vỏ, nó mỏng, nó giòn ngọt lắm luôn á, ăn rồi ghiền nha. Đó. Em bị mấy lần trước đó, em cứ sợ nó già, em nói trời trái nó bự bự vậy đó, rồi nó già không ta. À, vô ăn xào ăn trò, ôi nó giòn, nó ngọt, ngon ơi là ngon luôn. Mới biết là nó đâu già đâu. Tại cái màu mình có cảm giác là nó già thôi chứ nó đâu có già đâu. Đó. Trái ăn hoài không hết. Màu lớn lắm. Mà mau có trái nữa, trái hoài luôn. Em tưởng đâu á là cái đậu bụi này á là nó hái một hai đợt là nó hết trái, ai về đâu nó cứ trái hoài luôn á cả nhà. Nó giống như đậu dây leo vậy đó, trái nhiều kinh khủng luôn. Này á thì được cái bụi vậy nè, mình không cần dắt ghế lên leo lên hái, mình chỉ ngồi một chỗ mình hái thôi. Còn hồi trước á, em trồng đậu leo á, em cứ nó cứ leo cao, em cứ dắt ghế lên em hái. Bây giờ khỏi, ngồi một chỗ thôi, hái miết. Trời trái à, nhìn đậu của em nè. Đó, cây này cả nhà. Đó, nó già rồi, sắp già rồi. Ủa, chưa có già cả nhà ơi. Mà nó lớn vậy thôi chứ nó không có già. Ú, được đấy. Trời ơi. Để cái vỏ lên đây đi. Đó, để cái vỏ lên. Hái bỏ vô. Ú, nó èo à, không có già. Tại nó bự vậy thôi. Wow. Nè, nó eo luôn, em tưởng đâu già, em thấy bự quá, em nói già rồi, trời ơi, uổng quá, mới đi chơi có 2 ngày, 3 ngày mà nó già. Hồi lúc mà em chưa đi đó, thì thấy nó còn nhỏ xíu à, mà 2-3 ngày sau nó bự vậy đó, em nói trời sao nó mau già với người ta. Ở đây còn cái nữa nè, đó, đó, còn dưa lại, dưa hấu của em nè. Đó, cả nhà thấy không? Thích không cả nhà? Em thích lắm luôn cả nhà ơi, thích lắm luôn á. Bây giờ em chui vào đây em hái mấy trái này luôn, em để em sợ nó già. Đấy. Ủa, non nghèo à. Hái luôn đi, kệ. Úi, trời ơi, đụng nó đứt luôn rồi. Rồi đi qua bên kia mình hái cà chua, dưa leo cả nhà ơi. Cà chua em nó chín hết rồi nè cả nhà, thấy không? Chín quá trời chín luôn. Bây giờ hái vô, con em nó thích ăn cà chua lắm. Này cà chua làm gì cũng ngon, ăn sống cũng ngon nè. Rồi mình nấu canh chua cũng ngon, kho cá cũng ngon, làm sốt cà cũng ngon, cái gì cũng ngon nha. Cà chua ăn tốt cho sức khỏe lắm luôn á cả nhà. Ăn cà chua mỗi ngày là ngừa được bệnh ung thư nha. Đó. Quá trời trái cả nhà ơi. Cái này trái loại nhỏ. Cái này cà chua loại dài. Hai cây trồng sát nhau. Đó. Leo đôi nè cả nhà, thấy không? Hai trái nó dính vô nhau nè. Dễ thương quá ha. Đó, còn dưa leo bên kia kìa cả nhà. Ui, cái nó lớn kìa. Để em qua bên này em quay cho cả nhà xem thấy nó rõ hơn. Đó, thấy không cả nhà, thấy không? Đây nữa. Đó, trái dưới này nữa nè. Trái bên kia nữa kìa cả nhà. Đó, hái luôn cả nhà ơi.
xong hai y da trời dài nó đầm đau quá đây nữa nè cả nhà đó y da đây nữa nè cả nhà đó cái trái nó nè y da đó ấy trái nó bự gì đó y da đây xong này dây leo chuột để chắc già rồi cả nhà ơi mấy ngày già rồi đó. Dây leo chuột mà nó bự vậy nè đây nữa nè này chắc già luôn rồi quá ui gai nó đâm đau quá hồi nãy không chịu mang bao tay trời à. Cái bí ngòi nè bí ngòi để bay đó. À, nó không có lớn bị con gì ăn nó không có lớn à, thôi em hái luôn để nó già già rồi em nghĩ nó già rồi đó hái đi cho nó ra cây trái mới à, trái này luôn bí ngòi già đẹp ha không biết ăn được không nó già cái bí ngòi khổng lồ của em đây trời ơi hổng gà không có ghé thăm mà trái nó gì nè cả nhà chịu nổi không đó cả nhà thấy không wow, đó, đó. Đấy. nhờ ông xã em hái á em không dám chui vô hồi nãy em chui vô sâu con sâu nó bò lên em sợ quá kêu chồng em hái dùm đó non không đi non đấy non non hả đó trời ơi một trái này chắc cỡ 1 kg hả bự hơn cái chắc bằng bắp đùi ni luôn ừ đã nhiều đấy quá trời luôn đã quá thank you ni nè cả nhà ơi bây giờ em hái rau xong rồi nè thành quả của em ngày hôm nay đây ủa 2 trái bí ngòi 1 trái vừa 1 trái khổng lồ siêu to siêu khổng lồ luôn rồi 3 trái bí ngòi đĩa bay bị con gì ăn không có đẹp đó, màu vàng bị đẹp không có lớn đó. Rồi đậu xanh nè rồi đậu vàng nè rồi dưa leo Mỹ dưa leo Nhật dưa leo Việt Nam dưa leo chuột đó mà nó già rồi cả nhà ơi rồi cà chua tròn, cà chua dài, cà chua nhỏ lớn vẫn có, đó, đậu vàng đó, rồi dâu tây đó thành quả của em ngày hôm nay đó cả nhà. Bây giờ hái được mấy trái dâu trời nó thơm quá, hồi vô rửa ăn mới được, thơm quá chịu không nổi luôn cả nhà. Đó bây giờ em xin tạm dừng video ở đây ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều đã dành thời gian theo dõi và xem video của em hổng rài. Và hẹn cả nhà video tiếp theo. Nếu cả nhà thích video của em cho em xin một cái like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye cả nhà. Bye bye.